Biển căn rồi quý vị ơi, biển căn cho mấy cái bị cáo, mấy cái luật sư bào chữa cho các bị cáo từ Thất Bồng Lai rồi. Ba luật sư là ông Nguyễn Văn Biến, ông Đào Kim Lân, ông Đặng Đình Mạnh. Đó, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An thông báo truy tìm. À, truy tìm cũng gần giống như là truy nã nha quý vị nha, cũng gần 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 vậy đó, cũng sắp xỉ. Và tại sao? Bởi vì họ đã có những cái lệnh triệu tập mấy lần rồi nhưng mà không xuất hiện đó, cho nên bây giờ là sao quý vị, bị truy tìm, thông báo truy tìm. Thì thưa quý vị, báo chí đã đăng lên rất là nhiều rồi, thì hôm nay chúng ta xem bài báo Dân Trí. Sáng ngày 12 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này vừa quyết định truy tìm ba luật sư Nguyễn Văn Biến 57 tuổi, Đào Kim Lân 56 tuổi, Đặng Đình Mạnh 55 tuổi cùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ba người này đã tham gia bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai. Cái vụ án này bữa giờ mình tưởng là nó chìm xuồng, té ra thì công an cảnh sát điều tra họ đang làm việc từng bước một. Theo công an tỉnh Long An, căn cứ thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an, đơn vị này đã có giấy triệu tập 3 lần để giải quyết tin báo về tội phạm nhưng cả ba đều vắng mặt, không thông báo lý do vắng mặt. Công an phường nơi những vị luật sư sinh sống cho biết họ không có mặt tại địa phương và chưa xác định nơi ở tạm trú. Theo đó, ba luật sư bị tình nghi có hành vi phát tán trên không gian mạng qua những cái đoạn clip, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đó là 331 đó quý vị. Theo cáo buộc, nhóm người sinh sống tại Thất Bồng Lai được ông Lê Tùng Vân chỉ đạo đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và YouTube chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt xuyên tạc. Việc này nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, vân vân. Chứng cứ trong vụ án là 5 cái đoạn clip đã đăng tải công khai trên hai kênh YouTube do nhóm người tỉnh Thất Bồng Lai lập ra, quản lý và sử dụng. Ngày 3 tháng 11 2022, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo ở tỉnh Thất Bồng Lai y án sơ thẩm. Theo đó, bị án Lê Tùng Vân 90 tuổi có vai trò chủ mưu bị tuyên 5 năm tù, 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 tới 4 năm tù. Quý vị thấy thấy rõ ràng chưa? Đó, thì bây giờ sao quý vị? Chắc mọi người cũng đã thấy được rằng là vừa qua là những cái người luật sư này, đặc biệt là ông Đào Kim Lân đã lên trên mạng xã hội có rất là nhiều những đoạn video clip. Cái kênh của ổng là Nhật ký luật sư á, đã coi như là đóng kênh rồi nhưng mà qua những cái kênh khác để nói, và hiện tại bây giờ ổng cũng đã lên lại những cái đoạn clip đó quý vị. Đó, mà tại sao lại là bên phía của các cơ quan chức năng là họ lại không điều tra ra được cái nơi ở hiện tại của ổng này, mà thông báo là truy truy tìm, thông báo truy tìm là cũng giống như là lệnh truy nã là coi như nữa. Nhưng mà lệnh truy nã thì nó dành cho những tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, ví dụ như giết người, cướp của hoặc là buôn bán tàn trữ vũ khí chất ma túy gì đó. Đó, còn cái này là ổng này là coi như là sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình với tư cách là một luật sư để lên trên mạng, coi như là có những cái lời lẽ nó xúc phạm đến uy tín danh dự của tổ chức cá nhân, đặc biệt là công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An. Vì vậy cho nên là họ đã bị triệu tập 3 lần nhưng mà họ là không xuất hiện quý vị, họ là không xuất hiện. Thì cũng trong tờ báo Dân Trí ngày hôm nay có viết một cái bài báo là bị truy tìm, luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tết Thất Bồng Lai lên tiếng như thế nào đây. À, đây, vào buổi sáng ngày 12 tháng 6, luật sư Đào Kim Lân, một trong ba luật sư đang bị công an tỉnh Long An truy tìm, khẳng định với phóng viên Dân Trí ông vẫn sống và làm việc bình thường tại địa phương. Đây quý vị, sáng ngày 12 tháng 6,
Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Long An cho biết đơn vị này vừa quyết định truy tìm ba luật sư Nguyễn Văn Miến, 57 tuổi, Đào Kim Lân, 56 tuổi và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, cùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ba người này tham gia bào chữa trong Lê Tùng Vân và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra ở thành phố Bồng Lai. Liên quan tới vấn đề trên thì đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Lân, ông Mạnh và ông Biến đang sinh hoạt tại tổ chức này. Trong thời gian hành nghề luật sư, những người này chưa từng có vi phạm. Do công an tỉnh Long An triệu tập mà các luật sư không có mặt nên nhà chức trách ra quyết định truy tìm. Sáng 12 tháng 6, phóng viên Dân Trí đã liên hệ với ba luật sư trên nhưng ông Mạnh và ông Biến chưa có hồi âm. Luật sư Đào Kim Lân khẳng định với phóng viên ông vẫn sinh hoạt bình thường tại địa phương. Ngay khi có thông báo tin báo tội phạm liên quan đến các luật sư, ông đã có văn bản phản hồi nêu quan điểm về vụ việc đến lãnh đạo công an. Viện Kiểm sát nhân tỉnh Long An, đồng thời từ tháng 6 2022, luật sư này có đơn trình bày và kêu cứu đến các cơ quan trung ương. Luật sư Lân nói mình là người tố cáo các cơ quan tố tụng tỉnh Long An. Việc tố cáo thực hiện công khai và được các cơ quan trung ương tiếp nhận chuyển về Long An, nhưng đến nay chưa có câu trả lời. Trong trường hợp cần xác minh làm rõ, luật sư Lân cho rằng đó là Bộ Công an hoặc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nơi ông Lân cư trú, chứ không liên quan tới Công an Long An. Về phía Công an tỉnh Long An, căn cứ thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, đơn vị này đã có giá triệu tập các luật sư 3 lần để giải quyết tin báo về tội phạm, nhưng cả 3 đều vắng mặt không thông báo lý do. Công an phường nơi những vị luật sư sinh sống cho biết họ không có mặt tại địa phương và chưa xác định nơi tạm trú. Theo đó, ba luật sư bị tình nghi có hành vi phát tán trên không gian mạng qua những đoạn clip, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đó quý vị. Thấy rõ ràng chưa? Như vậy thì sao quý vị? Như vậy thì những người này họ cố ý, họ không có tuân thủ theo pháp luật. Đó, đặc biệt rằng là khi mà cơ quan cảnh sát điều tra đó họ có giấy triệu tập 3 lần mà họ không có mặt theo lệnh triệu tập, như vậy chứng tỏ rằng họ là chống đối với lại những người mà thi hành những công vụ, đặc biệt là những người đang điều tra cái vụ án của tỉnh Thất Bồng Lai. Và những cái nhân vật này thì coi như là đã cấu kết với rất nhiều với những thành phần ở nước ngoài đó quý vị, để coi như là có những cái vấn đề có vẻ như rằng là không có đồng quan điểm với lại cái quan điểm của cơ quan chức năng trong nước quý vị, tức là pháp luật trong nước, đặc biệt là phía của chính quyền tỉnh Long An. Thì quý vị đã thấy rồi, rất là nhiều những cái clip đã lên có vẻ như là xuyên tạc, là xúc phạm tới cơ quan tỉnh Long An. Hôm nay thì tình cờ cũng dạo qua cái trang YouTube của Tôi Đi Phạm, thì trên tab cộng đồng anh Tôi Đi Phạm có ghi một cái dòng trạng thái là Mộc TV Trương Quang Tuấn, phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần. Tức là anh Tôi Đi Phạm này anh biết rõ luôn là Mộc TV này là tên thật là Trương Quang Tuấn. Nhưng mà khi lên báo Thanh Niên đó thì mình viết lấy cái danh xưng á. Đó là Quang Thuần, tại sao lại đi ủng hộ cho Thiền Am, đi ngược lại các báo chí khác? Khi vụ án gia đình ông Lê Tùng Vân được báo chí đưa tin là giả sư, giả chùa, giả trẻ bồ côi. Đó. Thì bây giờ thưa quý vị, là Tôi Đi Phạm đã hoàn toàn là quay xe 180 độ rồi quý vị. Coi như là xong, tức là như là đã đứng về phía bảo vệ lẽ phải rồi. Những cái gì mà nó đã coi như là xảy ra tại Thiền Am mà chắc là Tôi Đi Phạm này cũng biết rõ rồi ha. Cho nên là những cái nhân vật giống như là Mộc TV hoặc là Thanh Trần, một số những cái kênh YouTube khác nữa đã coi như là bênh vực một cách bất chấp đó quý vị, thì bây giờ cũng đã từng em là cũng hiểu biết câu chuyện này rồi. Riêng cái anh chàng Mộc TV này thì theo như Tôi Đi Phạm nói nè, là phóng viên của báo Quang Thuần đó. Không biết là cô Quang Thuần này là có viết nhiều bài hay không, để mình từ từ mình tìm hiểu coi xem báo Thanh Niên này có cái người phóng viên nào tên Quang Thuần không. Đó thì lại là ủng hộ Thiền Am đó, đi ngược với lại
cái quan điểm của các tờ báo khác. Thì ở dưới đây cũng có khá nhiều những cái lời bình luận của khán giả. Cô Tím ở Cali thì thương mến chào Tony. Tuyết Như thì nói rằng là không hiểu nổi sao giờ này vẫn còn nhiều người vẫn chưa bị xử lý nghiêm. Ha. Đó, Huy Trần thì nói rằng là ủng hộ anh Tony Phạm. Đó. Huyền Nguyễn thì nói rằng là đi đi ngược lại cơ quan chức năng thì cần phải loại bỏ khỏi tờ báo. Đó, Lý Trinh Hương thì nói rằng là càng ngày chúng càng lòi đuôi cáo ra. Rồi Hương Phạm thì nói rằng là dòng tiền chảy vô nhiều quá thì họ sống bất chấp thôi, điều này Tony biết rồi mà. Đó, một số tình bình luận khác nữa, cần xem xét về phóng viên Quang Thuần này. Đó. Mộc không sợ ai, chỉ sợ Tony đưa Mộc ra ánh sáng thôi. Rồi ủng hộ kênh Tony Phạm vân vân. Đó quý vị, thì hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng chờ xem ha, chờ xem những cái động thái tiếp theo của cơ quan chức năng họ sẽ làm cái gì đây. Đó. Và những cái người nào mà liên kết với những thế lực phản động của nước ngoài hoặc là tìm cách chống phá đất nước, chống phá đi ngược với lại đường lối của nhà nước, rồi trục lợi cho bản thân vân vân, thì những cái nhân vật đó thì sắp tới cũng bị xử lý nghiêm thôi quý vị. An ninh mạng bây giờ họ rất là giỏi và họ được cài vào các kênh YouTube hoặc là những cái đường dẫn hoặc là những cái hội nhóm gì đó là họ biết hết á. Từ từ họ cũng sẽ điều tra ra mà thôi, rồi sẽ có những cái động thái rất là tích cực trong vấn đề này ha, mình cứ yên tâm đi ha. Đó quý vị, hôm nay thì Quốc Võ cũng chia sẻ nhanh một cái tin tức mới nhất về các luật sư mà bào chữa cho bên phía Tỉnh Thất Bồng Lai đó, thì họ đã bị cái lệnh coi như là không phải triệu tập nữa mà cái là cái thông báo để truy tìm, à thông báo để truy tìm, cái này nó cũng gần giống như là lệnh truy nã đó các vị ha. Thì để coi cái động thái tiếp theo của họ là như thế nào nha. Rồi bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một clip đặc biệt sau đây để biết là nó có một cái khuyến mãi đặc biệt gì trong cái ngày lễ tạ ơn cha. Rồi xin mời quý vị cùng theo dõi. À, hôm nay thì mọi người có khỏe không? Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng một tách trà nha. Trà Acetaba buổi sáng nha. À thưa quý vị, thì những ngày vừa qua đó Quốc Võ có bán ra thị trường một số những cái dược phẩm mà rất là tuyệt vời để bồi bổ sức khỏe. Thì trong đó có một cái loại đặc biệt rằng là đông trùng hạ thảo mà dạng con đó quý vị. Đông trùng hạ thảo mà dạng con giống gì nè, nó nằm trong cái hũ giống gì nè, những con này, mà những con này là đem về từ Bhutan như quý vị nha. Đông trùng hạ thảo từ Bhutan. Mà Bhutan á là nó có một loại đông trùng hạ thảo trên núi tuyết. Đó, tuyết sơn á. Coi như là ở Bhutan là tốt nhất thế giới luôn. Hơn Tây Tạng rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ cũng có nhiều cái loại đông trùng hạ thảo mà họ là nhân tạo quý vị, họ nuôi trồng. Thì dĩ nhiên là cái vấn đề về nuôi trồng á thì nó chắc chắn nó sẽ không có chất lượng bằng thiên nhiên. Thiên nhiên lúc nào nó cũng là chất lượng hết á. Giống như là tổ yến mà nuôi trồng á thì nó sẽ không chất lượng bằng tổ yến thiên nhiên được. Hoặc là cái trầm hương đi ha, trầm hương, hương trầm đó quý vị, trầm hương á là nó những cái dòng đeo tay giống vậy nè. Thì những cái loại mà trầm hương mà trồng trồng cấy đó, thì nó sẽ không bao giờ chất lượng bằng trầm hương của rừng núi được quý vị. Rừng núi trầm hương thiên nhiên là rất là mắc tiền và chất lượng. Thì cái con đông trùng hạ thảo vậy đó quý vị, đông trùng hạ thảo mà lấy từ trên núi tuyết của Bhutan á là đông trùng hạ thảo mà tốt nhất thế giới luôn. Rìu của Quốc Võ đã bán rất là nhiều rồi, coi như là bán hết hàng. Và bây giờ quý vị biết rằng là nó lên giá gấp đôi luôn quý vị. Coi như là bây giờ rất là hiếm hàng từ Bhutan, những cái con đông trùng hạ thảo mà những con mà lớn á rất là hiếm luôn, rất là hiếm có luôn, và hầu như là nó tuyệt chủng luôn quý vị. Tại vì người ta bây giờ chính phủ họ là họ thu hoạch chứ không để cho dân thường thu hoạch nữa. Ở Bhutan là chính phủ họ thu hoạch và họ bán lại cho những con buôn. À, rồi những con buôn đó mới bán lại cho những người mà buôn bán sỉ và lẻ. Thưa quý vị, nó là như vậy đó. Cho nên là chính phủ là cái người thu hoạch, cho nên là bây giờ hả, quý vị biết rằng là rất hiếm hàng và hầu như là nó không còn nữa quý vị.
Cho nên là những cái số lượng hàng mà còn sót lại bây giờ đó giá nó cao vô cùng cao luôn. Nhưng mà cũng may là có vợ còn còn một sở hữu một cái hộp này, quý vị. Đây. Cái hộp này đẹp cực kỳ luôn. Mở nắp hộp ra coi có gì không đây. À, wow. Ngon chưa? Một hộp lớn, hai hộp nhỏ. Đông trùng hạ thảo từ Bhutan. Bây giờ mình lấy hộp lớn ra nè. Thưa quý vị, đây. Cái hộp lớn này là 10 gram. 10 gram nha quý vị nha. Con còn là lớn nha. Con là size size A đó quý vị. Là con lớn. 10 gram hai cái hộp lớn này. Trong cái hộp lớn này nó có khoảng chừng 55 con. 10 gram. Giá bán hiện tại bây giờ đó 900 đô la cho một hộp này quý vị. Nha. 900 đô la cho một hộp này. Nhưng mà bây giờ quốc võ chỉ còn bao nhiêu đây thôi, đã xếp như đây thôi, hết rồi đó. Và trong đây còn hai hộp nhỏ. Hai hộp nhỏ này nè. Hai hộp nhỏ này mỗi hộp là 2 gram. Tức là hai hộp là 4 gram. Quốc võ tặng free cho quý vị luôn. Coi như bán này là giải nghệ luôn, xong hết. Hết hàng luôn không còn nữa. Rồi bỏ vô đây. Đó, một hộp lớn, hai hộp nhỏ. Đúng không? Đóng nắp lại, rồi xong. Bao nhiêu đây nè? Chỉ có 900 đô la thôi. Hết cái hộp này luôn. Và free ship cho mọi người luôn, free shipping luôn. 900 đô la cho một hộp lớn là 10 gram, tặng cho quý vị free hai hộp nhỏ mỗi hộp 2 gram và free shipping luôn cho quý vị. Totally, tức là tổng cộng chỉ có 900 đô la thôi. Nhận vậy nha, ship tất cả mọi nơi luôn quý vị. Đó, nói chung là trên nước Mỹ nha, chứ còn không có ship về Việt Nam được, tại vì Việt Nam hoặc là Úc hay là Ý gì đó thì là nó họ hợp cho ship là nguyên con. Đó, mình chỉ bán ở nước ngoài đó thì mình chỉ bán là đông trùng hạ thảo mà loại viên như thế này nè. Cái loại này là 200 đồng một hộp nè quý vị nè. Mình mua hai hộp như vậy là 400 đó. Thì mình sẽ được tặng là một cái hộp trà nhỏ và một chai dầu free ship. Thì cái này là cái con, tức là con đông trùng hạ thảo cũng từ Bhutan nhưng mà họ làm ra cái viên con nhộng thì nó sẽ rẻ hơn, chỉ có 200 đồng một hộp này, 90 viên thôi. Nhưng mà cái hộp này đó quý vị là 900 đô la là đông trùng hạ thảo mà dạng con luôn nha quý vị nha. Đây là hết hai hàng rồi, một duy nhất thôi, xong là giải nghệ, không còn bán cái thế này nữa, hết hàng luôn đó. Như đó thôi đó quý vị. Quốc bảo làm cái clip này chỉ có để cho mọi người thôi, tại vì đây là cái quý vị biết rằng là cái mùa tháng 6 này là cái mùa gì, cái mùa này là cái mùa gì quý vị, chuẩn bị tới ngày Father's Day, thấy không? Mà quốc võ là một trong những cái người cha, bởi vậy cho nên là tri ân những người cha trên thế giới này. Tại nước Mỹ này, quý vị nào muốn order tặng cho cha mình một cái hộp này 900 đô la thôi quý vị. Tặng là 900 đô la gồm có 10 gram cái hộp lớn, cái hũ lớn và hai hũ nhỏ mỗi hũ 2 gram nữa, là tổng cộng là 14 gram luôn quý vị. 14 gram mà chỉ có 900 đô la thôi. Bây giờ sẽ không còn hàng nữa quý vị, một hộp này luôn. Free shipping cho quý vị luôn. Đây là một cái món quà mà tặng cho cha mình là tuyệt vời nhất mà chưa từng có luôn quý vị. Chưa từng có luôn á. Rồi, quý vị nào mà nhanh tay lẹ chân chốt hàng liền ngay hẳn ngày nay luôn ha, vừa coi clip và chốt hàng luôn. Đó, chỉ 900 đô la thôi, chỉ có một cái duy nhất thôi ha, duy nhất thôi. Rồi, xong. Quý vị nào mà muốn ủng hộ của võ thì điện thoại, số điện thoại là 714 247 9474 nha, 714 247 9474. Rồi, xin mời quý vị.